Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 30, Milimet, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra trang số 76 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thầy yêu cầu là viết số thích hợp vào chỗ chấm. À, như vậy thì mình nhìn thấy đây là chuyển đổi các cái đơn vị đo độ gì? Độ dài, đúng không nào? Vậy thì kem chỉ cần nhớ được này, đơn vị đo độ dài của mình này, mét này, đến decimet, decimet đến centimet và đến gì? Milimet. Đúng không nào? Vậy thì cứ một đơn vị đứng trước này này hơn cái đơn vị đứng sau là mấy? 10 lần. Được chưa? Ở đây có này, 3 cm thì bằng bao nhiêu milimet này? Centi ra mili này. Đó. Vậy thì các em phải biết được là 1 cm thì bằng mấy? 10 milimet, đúng không? Vậy thì 1 cm bằng 10 milimet thì 3 cm, à, sẽ là gì? 3 30, được chưa? Rồi mình có 10 cm thì bằng bao nhiêu mili? Đây, 10 mili thì bằng 1 cm. Vậy thì giờ có 10 cm, đó, 10 cm thì sẽ là bao nhiêu? 3 cm là 30, 10 cm là gì? 100. Xong chưa? Đó. Rồi. 200. À xin lỗi, 20 mm thì bằng bao nhiêu cm? 10 mm là 1 cm, vậy thì 20 mm là 2 cm. Rồi, 1 m bằng bao nhiêu cm? Đấy, 1 m này. 10 này, 100, 1 gì? 1000. Như vậy thì các em phải biết được là 1 m thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 1000 nha. Centimet. 5 cm thì bằng bao nhiêu milimet? Đây, quá dễ rồi nhá. Cứ 1 cm là 10, vậy thì 5 cm sẽ là 5 gì? 50. 1 m bằng bao nhiêu milimet? À, đây là cm các em, vậy thì 1 m đây là 100 này. Milimet mới là 1000 nhá. Đây mới là 1000 này. Được chưa? Vậy thì 1 mét đây nó chỉ là bao nhiêu? 100 cm. Được chưa? Đấy, chú ý nha. Đấy, tại vì thầy đổi ở đây là thầy đổi ra mili, nó mới là 1000. Sang bài số 2. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Người ta cho mình cái hình như thế này. Các em nhìn đoạn AB ở đây. Ta hỏi này, đoạn thẳng AB dài bao nhiêu milimet? Các em nhìn thấy thước này, thước gì? Cm này, 0 đến 1 này, tức là đoạn AB đây này, nó sẽ bằng mấy? 1 cm. Như vậy thì 1 cm thì sẽ bằng bao nhiêu mili? À, 10, đúng không? Đấy. Rồi, tương tự này, đoạn thẳng CD dài bao nhiêu? Các em nhìn thấy đây, CD dài mấy? CD này bằng mấy? 4 cm. 4 cm thì sẽ là bao nhiêu? À, 4 gì? 40 milimet. Sang bài mấy? Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Chúng mình có này, cào cào, bọ ngựa, wow, và châu chấu thi nhảy xa được thành tích lần lượt là. Đó, tức là gì? Các em phải chú ý này. Lần lượt, tức là anh đầu tiên là anh cào cào này, đúng không? Thứ hai là anh bỏ ngựa này. Và thứ ba là anh gì? Anh châu chấu này. Ba anh này thi nhảy xa. Thành tích lần lượt 3 cm, tức là cào cào được 3 cm. Bỏ ngựa được bao nhiêu? 10, 15 milimet.
và châu chấu thì là nhiều, 20 mm. Đấy, nhưng mà các em thấy đơn vị đây này, centimilimili, thì chúng ta cần phải đổi cái anh này ra gì, mm luôn này, sẽ là 30 mm. Được chưa? Trùng đơn vị rồi nhá. Câu A, thành tích nhảy xa của cào cào hay bọ ngựa hay châu chấu là tốt nhất? 30, 15, 20, ai nhảy xa hơn? À, 30 này. Vậy thì chúng ta sẽ ghi đây là của gì? Của cào, cào cào là tốt nhất. Được chưa? Câu B này, thành tích nhảy xa của bạn nào là kém nhất? Của ai nhỉ? 15 mili này, bọ ngựa. Được chưa? Đấy, khá là đơn giản và dễ dàng đúng không nào? Bọ ngựa là kém nhất. Sang bài 4. Bài 4 ta cho như sau. Mỗi tấm gỗ ép thì dày là 2 mm. Người ta ghép chồng 7 tấm gỗ như vậy với nhau để làm một tấm gỗ công nghiệp. Hỏi tấm gỗ công nghiệp dày bao nhiêu mm? Bỏ qua độ dày. À, tức là gì? 2 mm là độ dày của một tấm. Bây giờ mấy tấm? 7 tấm, tức là 2 này được lấy mấy lần? 7 lần. Hay là 2 được gấp lên 7? 7 lần. Đấy, xác định được phép tính rồi thì chúng ta trả lời thôi. Hỏi tấm gỗ công nghiệp dày bao nhiêu mm? Thì chúng ta sẽ trả lời tấm gỗ công nghiệp gì nhỉ? Dày. Ta hỏi là bao nhiêu? Chúng ta sẽ trả lời dày số mm là. Được chưa? 2 mm gấp lên 7 lần, tức là 2 nhân cho 7. 2 nhân 7 là 10, 14. 14 gì? 14 mm. Đó, và đến đây chúng mình chỉ việc ghi đáp số bao nhiêu? 14 mm. Ổn chưa? Như vậy chúng mình đã hoàn thành được cái tiết này nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho thật là nhiều những bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhá.